Bộ cục nghiệp vụ kết nạp đảng viên mới. Sáng 2 tháng 6, chi bộ cục nghiệp vụ thuộc Đảng bộ cơ quan Tổng cục Quản lý thị trường tổ chức kết nạp đảng viên mới cho đồng chí Trần Thu Hà, quần chúng ưu tú thuộc cục nghiệp vụ quản lý thị trường. Đảng ủy viên Đảng ủy cơ quan Tổng cục Quản lý thị trường, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Thanh Bình đã tới dự và trao quyết định. Mở đầu buổi lễ, đồng chí Thân Đức Công, Bí thư chi bộ cục nghiệp vụ, cục trưởng cục nghiệp vụ quản lý thị trường nhận xét, đồng chí Trần Thu Hà là quần chúng ưu tú đang công tác tại phòng nghiệp vụ 2, cục nghiệp vụ quản lý thị trường. Trong quá trình công tác, đồng chí luôn phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, đồng chí Hà cũng là đoàn viên thanh niên ưu tú có nhiều đóng góp đối với phong trào đoàn tại đơn vị. Sau thời gian tu dưỡng, rèn luyện, đồng chí Trần Thu Hà đã được Đảng ủy Bộ Công Thương chuẩn y quyết định kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam và giao cho chi bộ cục nghiệp vụ tổ chức lễ kết nạp theo đúng quy định tại điều lệ Đảng. Lễ kết nạp diễn ra theo đúng trình tự, thủ tục điều lệ Đảng. Đứng dưới cờ Tổ quốc, cờ Đảng và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí tân đảng viên đã tuyên thệ hứa sẽ tiếp tục phấn đấu, không ngừng học hỏi, rèn luyện nâng cao trình độ lý luận và chuyên môn nghiệp vụ để hoàn thành nhiệm vụ của người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Tại lễ kết nạp đảng viên mới, Đảng ủy viên Đảng ủy cơ quan Tổng cục Quản lý thị trường, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường Nguyễn Thanh Bình chúc mừng và nêu rõ nhiệm vụ, quyền hạn của người đảng viên, đồng thời yêu cầu các đồng chí Trần Thu Hà tích cực phấn đấu, rèn luyện, học tập, nâng cao nhận thức chính trị, năng lực chuyên môn cũng như thực hiện tốt nhiệm vụ của người đảng viên, góp phần xây dựng chi bộ, đảng bộ giữ vững danh hiệu cơ sở trong sạch, vững mạnh. Tại lễ kết nạp đảng viên mới, đồng chí Thân Đức Công, Bí thư chi bộ cục nghiệp vụ đã tiến hành phân công nhiệm vụ cho đảng viên mới và cử đồng chí Vũ Xuân Bính giúp đỡ để đồng chí Hà hoàn thành tốt các nhiệm vụ, sớm được chính thức đứng trong hàng ngũ của đảng sau một năm thử thách.